sẽ nói với con một đôi điều. Dạ. Bởi vì má thương con. Bây giờ thợ Mỹ là nhất giờ, hát cũng nhất, mà ca cũng nhất. Ở nơi đâu băng chiêu quay, chẳng hay chiêu quay hết hay còn. Má mãi là đỉnh 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 cây cổ thụ, đại cổ thụ. Làm sao con có làm gì đâu? Mặc cái đồ cũ vậy đó. Nó nói là tao nói nó mặc đồ đồ tiếng có cái tài tiếng trên đồ. Mà bây giờ nó nói còn người ông trước con đang ngồi tù là sao? Con không hiểu cái câu này luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ ngồi tại chỗ với một cái giọng hò Huế rất là đặc trưng. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào sẽ ngồi tại chỗ và hát tặng cho con gái yêu của mình vài câu hò Huế. Không, má ngồi chỗ thôi. Má ơi đi mua con gái về. Má ra luôn má, để sẽ nấu hò Huế rồi, không cần hát má. Kính thưa quý vị, trở tay dành cho nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Nó ra chưa đâu, có thể má hát nhạc Dược á, 60 năm cuộc đời á, cái nhạc này nó buồn quá. Kính thưa quý vị, và sau những ca khúc sôi động có, dân ca Nam Bộ có, rồi trữ tình có, thì bây giờ là một trong những cánh chim đầu đàn của sân khấu cải lương sẽ lên mở màn với phần Tân Cổ Giao Duyên. Và người đó không ai khác hơn chính là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao. Má nghe, mình bớt nhăn lại, mình cười đi. Đi xin nhận mà. Bớt chửi lại nha. Ngồi, xin mời má xin đào một ly. Xin đào một ly. Kính thưa quý vị, cách đây 70 năm về trước thì cô ấy bắt đầu đi hát. Đấy, nữa. Nó quay kìa. Thì 70 năm về trước bắt đầu đi hát đúng không? Vô phải thôi. Bây giờ lên ngồi trên này đâu có phải là chuyện vừa đâu. Cốt có đặt mặt nguyên một tiếng nữa lên. Nó lên nó phụ là nó cai 60 năm cuộc đời. À, như là mở rồi, 26 năm cuộc đời. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào hôm nay là đi sinh nhật rất là gấp nên là không kịp cắn lông mi, nên mọi người thông cảm giùm. Nên là có cần vẽ mắt đen cho nó mình nguyên hình cho nó đẹp không? Bây giờ kính thưa, bây giờ thưa ai là? Dạ không thưa ai hết trơn á, thưa bà cô thôi. Thưa bà cô. Rồi. Bà cô là lớn hơn má luôn á. Đúng rồi, má năm nay nhiêu? 62. Má 90. Bây giờ trước hết thì má xin nói với con một đôi điều. Dạ. Bởi vì má thương con. Má thương con, má thương tất cả. Bây giờ lớn rồi anh hay thương nhiều người lắm. Má thương con không? Không. Anh kiếm số vô. Thằng ra thương con ráng đi cho con vui. Bây giờ một mình con là thợ Mỹ, sao nói cái chi nhiều vậy cha? Ủa tự mình nói chứ đâu có ai kêu nói đâu. Một mình con là thợ Mỹ. Thợ Mỹ là con của bà Ngọc Dào. Thì bây giờ chân trời góc biển nào cũng là con. Thành ra cái thứ nhất là chúc cho con hạnh phúc, với lại sức khỏe của con tốt, dồi dào. Mình sẽ ra không hỏi câu là vì sao thương thợ Mỹ? Thương thợ Mỹ là thợ Mỹ nó là một ông. À rồi, nó tuổi dạo rồi còn gì nữa? Thì nói là con. Rồi tính tình sao, có giữ giống má không? Trời ơi nó tuyệt vời. Tuyệt vời sao, nói nghe nè. Chi phải nói cái này vậy? Thôi phải nói thôi. Khó quá.
bây giờ thợ Mỹ là nhất giờ, hát cũng nhất mà ca cũng nhất. Câu này hay nhất đó má, câu này hay nhất. Thành ra bây giờ cái tình cảm nó cứ dạt dào, dạt dào mà thương con mình. Con tôi nói cái gì? Ủa, tự mình nói à, không có ai ép mình nói chưa? Cầm tiền dùng má ha, rồi ok. Giờ má nôn mát rồi phải không? Bây giờ má nôn mát rồi. Bây giờ ông có hát 60 năm cuộc đời rồi. Ủa, sao mới nói hát 60 năm cuộc đời? Bây giờ tôi chỉ có nói bốn cái câu thơ của Nguyễn Trãi Chị Lộ. Dạ. Rau đời anh Hiệu ơi. Gì đâu, thằng gì đâu rồi. Gì thằng gì? Thằng gì nó ác, nó giải. Giỡn lắm hả? Giỡn lắm. Giỡn lắm đâu? Điền Trung hả? Điền Trung hả? Minh Trường. Tấn Giao hả? Minh Trường hả? Minh Trường chưa tới. Có tới nãy giờ rồi. Nè má ơi, Điền Trung được không? Dạ, cảm ơn Điền. Trầm Phúc được không? Trời sao khó mà mình hành đào mình khó chọn cái kén chọn kén quá à, không được. Trọng Nghĩa được không? Rồi, Hoàng Sóc Việt. Hoàng Sóc Việt được không? Bây giờ kêu anh Hai Minh Dương để hát với má nha. Hữu Quốc má. Thôi vậy 36 năm cuộc đời đi má. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi mời đến để biểu diễn chương trình văn nghệ nữ nghệ sĩ Nguyễn Dân Ngọc Dào với một cái giá là 93.000 đô mà hát mà kém chọn kém quá nên giờ tôi không biết làm sao. Bây giờ đánh ngay. Bây giờ trước hết Ngọc Dào xin cáo lỗi cùng với quý em, quý gì nữa? Quý cháu. Quý cháu. Tại vì nói nhiều quá. Nói nhiều thành ra nói dở. Ông bây giờ nói... Nãy giờ nói hay không quý vị? Rồi giờ hát nè. Nàng ở nơi đâu băng chiêu chẳng hay chiêu quay hết hay còn. Xuân nay phòng đồ đã có chồng chứa đường mây. Hay quá. Tiếp ở đây hồ mà chờ cảm chi ông hỏi hai mươi năm cuối là ba.
Chị Mỹ nói đi. Mãi mãi là đỉnh 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 cây cổ thụ, đại cổ thụ. Cảm ơn mãi rất nhiều. Dạ. Đây đây. Cảm ơn. Giận mát. Chị em,